Bây giờ cả lớp nhìn thầy làm nhá. Thầy làm tạo một bài đã. Rồi bây giờ cả lớp nhìn đây này. Thầy có slide đầu tiên. Nhá, slide đầu tiên thầy sửa. Thì vừa xong một tổng quát, còn bây giờ là chúng ta vào chi tiết. Đây các em nhìn nhá. Thầy chọn insert. Thầy chọn một cái hình. Thầy chọn một hình mũi tên nhá. Hay hình chữ nhật cũng được. Mũi tên đi. Đấy. Các em để ý nhá. Liên quan đến phần chuyển động. Rồi bây giờ các em như này. Thầy nhân đôi giữ control. Thầy quay đầu. Đấy. Thầy nối vào đây. Nhóm hai cái này lại. Chúng ta chọn group control G. Các lớp nhìn chưa? Nha, thầy nhóm lại. Rồi, thầy được thêm một cái mũi tên. Bước tiếp theo, cả lớp nhìn lên cho thầy. Thầy vẽ một cung tròn. Một cung tròn. Đấy, để thầy làm kim. À, làm cái đồng hồ. Cung tròn này hơi hơi xấu, rồi thầy chọn đường tròn. Thầy chọn đường tròn nhé. Đấy. Bây giờ thầy format đường tròn. Nhấp chuột phải chọn format shape. Giống như trong Word. Chúng ta cho line của nó là bằng màu khác. Đấy, cho nó cao lên. Đấy, line của nó có rồi. Thầy chọn màu đỏ. Rồi. Bên trong thầy chọn phim. Thầy chọn không màu. Đấy, và thầy đã chọn được cái hình này. Đây là kim đồng hồ. Thầy cho nó ngắn lại. Thầy cho ra nửa của cái slide để mất đi một nửa. Nửa vào đây. Các bạn ấn F5. F5 là view nhá. Thì chúng ta nhìn thấy slide chúng ta bị mất một nửa bên ngoài đúng chưa? Đấy. Rồi. Bây giờ ta mới làm cho nó quay. Đầu tiên thầy chọn animation pen nhá. Animation pen, các bạn chú ý này, chọn vào animation, chúng ta chú ý nhá, chọn vào đây này, các lớp nhớ chú ý chưa? Rồi bây giờ thầy cho nó, cho cái này lên phía trên. Đây là vị trí đầu tiên. Thầy chọn này. Các bạn nhìn thấy ở đây. Nhìn thấy ở đây nhá. Có rất là nhiều cái slide. À, cái cách quay bay này, quay này, vân vân. Bây giờ thầy chọn spin. Đấy, nó quay tít thò lò đúng không? Rồi spin nhá.
Đây chúng ta nhấp thử này, chọn spin thì chúng ta nhìn thấy là chọn spin effect, chọn spin, chọn theo kiểu quay đồng hồ. Đó, đây là quay như thế. Vậy bây giờ ta phải vào option đã, quay nửa này. Đó, đây là quay một nửa này, rất nhiều cách quay, quay hai phát, quay ba phát, đây quay hai cái, quay hai cái, chúng ta nhìn thấy nhá, nó quay. Cái phần thầy cố tình đưa ra ngoài đây là để cho nó chúng ta nhìn thấy quay hai cái này. Đó, nhưng mà bây giờ thầy muốn quay quay bao nhiêu là do chúng ta lựa chọn. Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn nút này. Chọn nút này thì đầu tiên của chúng ta, chúng ta sẽ chọn là hiệu ứng quay option. Rồi, ở đây nhá, ở đây chúng ta cho quay bao nhiêu giây. Đó, thì chúng ta tăng giây lên. Đó, rồi tiếp theo này, bắt đầu quay, quay và dừng ở bao nhiêu độ, dừng bao nhiêu độ để thầy dừng bao nhiêu độ đã để thầy bằng này. Bây giờ ta mới cho nó dừng ở đâu. Dừng ở đâu là do chúng ta chọn. Dừng ở 2 giây. Dừng ở đâu? Đây là quay là thầy cho quay là 1/4, mà chúng ta muốn quay bao nhiêu độ, ví dụ 30 độ nhá, chúng ta đánh vào đây 30 độ, 30 độ. Ok, này chúng ta zoom move đi. Bây giờ thầy cho nó lên phía trên này. Xong rồi, bây giờ cả lớp nhìn lên trên bảng ngang ngay thầy giảng này. Cái nửa kim đồng hồ phía sau là thầy bịt nó đi. À, đây có một kim nhá. Bây giờ cái kim thứ hai này, các em chú ý cho thầy này. Thầy phá nhóm ra, thầy cho nó màu không màu. Đấy, kim này thầy cho không màu, tức là no film và no line.
thầy được một cái này, vẫn là hai cái đầu mũi tên, nhưng mà một mũi tên của thầy cho không màu. Đấy, bây giờ thầy đặt nó vào đây. Ok nhá, đặt nó thẳng vuông góc với 12 giờ. Nhớ chưa? Vẫn là hai kim, nhưng mà cái kim đối diện, kim ngược lại là thầy cho không màu. Được không các em? Cho không màu nhá. Rồi bây giờ thầy bắt đầu vào đây này. Đấy, vào đây nhá. Vào đây thầy mới add quay spin, chúng ta chọn spin nhá. Rồi bây giờ thầy cho thời gian dài ra một tí. Dài, ta kéo cái này nhá, là dài này. Kéo này là dài, thời gian nó quay chậm thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào option này. Đấy, chúng ta sẽ chọn option trong đây nhá. Chọn option effect. Chúng ta cho 30 độ vào đây cho thầy. 30 độ nhá. Quay 30 độ để thầy quay làm 4 phần 30 độ đã. Ok, bây giờ các em nhìn nhá, nó quay này. Đấy, 30 độ. Đúng đến đây nó dừng. Được chưa? Thì thầy bắt đầu viết một cái văn bản tại vị trí này. Thầy vào home. Đấy, vào insert, thầy cho một cái text box, thầy đặt vào đây. Đây thầy đặt là khởi động. Ví dụ chúng ta sẽ có những phần như sau. Mình chọn đây. Khởi động. Đó. Xong. Đây là bắt đầu nhá. Copy ra đây một cái nữa. Cho xuống dưới này. Đó. Thầy cho đây là khởi động này. Vượt chướng ngại vật chẳng hạn. Vượt chướng ngại vật. Đấy. Xong đến gì nhỉ các em nhỉ? Đến về đích đúng không? À đến các em xem chương trình đường link Olympia thì có khởi động là gì nhỉ? Xong đến gì nhỉ? Khởi động xong đến gì các em? À, đây là đến phần tăng tốc à? Ừ, đúng rồi. Tăng tốc. Rồi, rồi về cuối cùng, về đích đúng không? Rồi lại giữ control nha, copy xuống. Chúng ta đặt vào đây là về đích chẳng hạn. Được chưa? Rồi bây giờ cả lớp nhìn này. Phần đầu tiên là cho cái mũi tên nó quay 45 độ. Nha, thầy chia một hình ra làm 4 phần. Thầy cho nó vào đây là 45 độ. 45 độ. Nhớ cho chúng ta là quay ngược chiều kim đồng hồ, quay theo chiều kim đồng hồ nhá. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta nhìn thấy khởi động, đến khởi động chưa, đến nó dừng này. Rồi xong rồi bây giờ thầy lại thêm một cái nữa nhá. Thầy lại add thêm một cái nữa. Rồi bây giờ thầy lại vào đây. Thầy lại thêm một cái nữa. Cái này. Cái này lại quay tiếp bao nhiêu độ? Cái thứ hai nha. Cái thứ hai thầy lại cho nó thời gian bắt đầu kết thúc ở cuối này. Đấy, thầy kéo rộng ra nha các em nhìn này. Đây, thầy điều chỉnh thời gian nhá. Hết cái này thì đến mới đến cái này. Đấy. Rồi, cái này của chúng ta là bắt đầu lại xuất phát từ đâu nhỉ? Từ vị trí này. Đấy. Sau đấy là chúng ta lại chọn option cho thầy. Cũng 45 độ.
Và bây giờ ta xem lại từ đầu nhé. Này về đây. Rồi cái này đến đây. Khởi động à. Cái thứ hai. Cái thứ hai 90 độ. Từ từ đã, sao lại hai chạy hai lần. Nào, cái thứ hai mình sẽ ghi như sau. After cái trước, nghĩa là sau cái trước. Đấy. À, sau cái trước là thế này. Thầy hiểu rồi, hiểu vấn đề rồi. Cái đầu tiên của mình làm lại. Cái này là 45 độ. Rồi, hai nhóm. Đây, bây giờ các em nhìn thấy nhá. Cái thứ sau nối đuôi, nối vào đuôi của cái thứ nhất. Tức là cái vòng kim nó chạy đến đây. Hai cái này đều có độ đo là 40 độ. À 45 độ. Bây giờ thầy chạy từ đầu rồi. Đến đây nó dừng này. Đấy, xong lại chạy tiếp. Đây là chạy cái 1, chạy tất cả này. Thầy xóa nhóm 1 đi, thầy làm lại. Start after cái trước. Cái đầu on click. Cái hai. Cái hai là after cái trước. Rồi. Bây giờ cho cái chữ khởi động này vào. Ta lại ấn thêm cái này nhá. Cho khởi động vào này, xong các em lại thêm một cái này. Đấy, các em chọn là appear hay là fly. Chữ khởi động nó bay. Rồi, chữ khởi động này chúng ta kéo nó lên vào cái sau cái đầu tiên. Đấy. Và thời gian các em kéo rộng ra. Tiếp theo đó là các em cho nó vào đến chân cuối của cái vòng quay. Kéo dài này ra. Đấy.
và chọn cho thầy cái chỗ này là start after cái đầu tiên, tức là sau cái phía trước nó. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn nhá. Đấy, đến đây này, nó bắt đầu có này, xuất hiện này, khởi động bay lên này. Đấy, dừng đấy, xong bắt đầu lại chứng ngại vật tiếp tục. Rồi bây giờ ta lại điều chỉnh này, chứng ngại vật ép vào đây là xuất hiện. Ok, chướng ngại vật lại sau cái đây chướng ngại vật nhá, áp từ trên đấy, cái này bay ngắn thôi, bay thời gian. Đó. Rồi bây giờ các em nhìn thấy khởi động bay lên, xong đến đây tiếp chướng ngại vật, thầy làm nốt đến tăng tốc. Rồi lại chọn spin nha, thầy lại chọn lại ép một cái, chọn spin. Rồi cái này thầy sửa after cái trên, thầy chọn tiếp tục, chọn cái này 45 độ. Đấy, 45 độ và tăng tốc, thầy lại chọn vào đây, thầy chọn là appear, sau đó tăng tốc, thầy lại cho ra đây after cái trên. Đấy, xong rồi cuối cùng thầy lại thêm cái này, thầy lại chọn vào đây, chọn spin. Rồi cái này thầy sửa, sửa nó thầy lại chọn vào option, chọn 45 độ. Đấy, xong rồi cái này bây giờ thầy lại đưa vào cuối của cái này bằng cách after cái trước, tức là cứ đi tuần tự và cuối cùng là về đích, nó hiện ra về đích hiện ra, thầy lại chọn vào đây, thầy lại chọn phần zoom chẳng hạn, chọn cái này về cuối. Đó. Và bây giờ các em nhìn thấy là nó đã thứ tự rồi. Nào bây giờ ta khởi động nhá. Đó, hiện cái chữ kia bay lên này, khởi động này, xuống dưới tiếp này. Ôi rồi đi nhanh quá. À, cái vừa xong là hơi dài. Ok, cái đến thứ hai đây, thầy điều chỉnh lại nhá, 45 độ. Này 45 độ. Ok. Rồi bây giờ nó đúng rồi. Rồi nhá. Giờ chúng ta này làm lại này. Đầu tiên là chỉ là kích chuột. Đấy, và nó đến này, khởi động bay lên, đây là chữ bay, tiếp tục ở vượt chướng ngại vật, tiếp tục tăng tốc và cuối cùng là về về đích. Đấy, đúng chưa? Rồi bây giờ thầy cho cái chỗ này, chỗ này thầy chọn lại effect chỗ này một cái.
Xong rồi. Các bạn nhá, nhìn ở bên cái chỗ animation bên ấy, tức là các hành động nó nối đuôi nhau, nối đuôi nhau. Cứ hết cái đầu thì bắt đầu cái kia nó lại tiếp tục ở đuôi. Các bạn nhớ chưa? Còn cái kim này thầy quay mỗi một lần của một cái vàng, màu vàng. Mỗi cái màu vàng của thầy là 45 độ. Đấy. Mỗi cái màu vàng là 45 độ. Hành động là gì? After previous, đúng không? Chúng ta nhìn thấy nhá, đây này. Start after previous là hành động là sau cái trước. Nếu mà các bạn cái đầu tiên là bằng chuột rồi. Đúng chưa? Đấy. Còn cái kim này thì các bạn để cho thầy có hai chiều. Một kim không màu và một kim có màu. Nhớ chưa? Đấy. Đây slide của chúng ta đây. Kích chuột này đấy, chiếu trên máy chiếu nha, nó thế. Đấy, mày. Ví dụ các bạn giới thiệu, một lúc các bạn giới thiệu cảnh gì đấy thì nó tăng tốc. Các bạn muốn dừng bao nhiêu giây thì các bạn kéo dài cái đấy ra. Nha, đây là thầy làm tổng quát để các bạn thấy. Hiểu chưa? Cả lớp làm như chưa thầy? Bây giờ sẽ đẩy cái bài mình lên.